Đi Sapa có thật sự như mọi người nghĩ không? Cùng xem hết video nhà bia để hiểu rõ hơn nha. Nhà bia khởi hành đến Sapa và check in lúc 2 giờ chiều. Vừa nhận phòng là đã gian ra dì dưới mập mờ rồi. Bia kiểu con đã quá quen với cảnh này rồi. Sau đó nhà mình di chuyển đến bản Cát Cát. Nhưng mình khuyên thật với mọi người nên thuê xe máy chứ đừng đi ô tô như nhà bia nha. Đến nơi mua vé xong phải đi gửi xe ô tô, xong còn phải thuê xe ôm trở vào bản. Lúc này đang đi thuê đồ cho bia này, các cô chú nhận ra cứ khen xinh với yêu. Thế là bà ngại cứ ngồi chẳng dám nói gì. Thuê xong đồ là hai anh xe ôm trở vào bản. Mà nhá, dốc với đường khó đi thế mà các anh cứ phóng mầm mầm, ghê thật. Vào đến bản công nhận đẹp với nhiều điểm check in, mỗi tội phải leo bậc thở không ra hơi luôn. Vào đến bản, bia thấy ngựa thật thích quá đòi mẹ ra chụp ảnh. Ngựa ngựa trông cũng giống gái mâm cổ phết thế. Đi Sapa đúng mấy hôm nắng nhất nên bia cũng mệt. Trông mặt bà bia kìa. Rồi, đi chơi vui không? Dạ. Sau đó nhà bia di chuyển đến nhà hàng A Phủ để dùng bữa. Vì nghe nói nhà hàng lâu đời và có rất nhiều khách du lịch đến. Quan trọng là có món thắng cố rất ngon mà ba mẹ bia lại chưa được thưởng thức bao giờ nên phải đi ngay vào luôn. Không gian quán rộng rãi và rất là tình luôn nhá. Các cặp đôi mà dẫn nhau đến đây thì hết nước chấm. Ui dồi ôi, cứ nhìn cái nồi thắng cố mà xem có chảy nước miếng không cơ chứ. À, cả món xôi ngựa này nữa, đỉnh luôn. Nhà bia thấy món ngựa xông hơi này lạ quá nên cũng phải gọi thử luôn mới chịu. Nhìn khói bốc lên thế kia trông có đã không cơ chứ. Thịt ngựa mềm, thơm, tươi, nhai lại có vị rất ngọt của thịt, rất nên thử nhá. Đây đây, món gà bản nướng bà bia thích nhất món này. Một mình chén hết nửa đĩa luôn. Ăn xong hết các món thì nhà mình ăn đến lẩu thắng cố. Ủa, lúc đầu cứ nghĩ là nó khó ăn, ai ngờ cả nhà tranh nhau. Ăn dai dai béo béo ngậy ngậy, nó đã gì đâu. Làm thêm bát phở như thế này thì 100 điểm luôn. Video này cũng đã khá dài rồi, mọi người chờ phần 2 của nhà bia nhá.